mưa mưa quá trời luôn. Mưa mới có á. Mình với vợ mình bắt được một Lại bắt được gì đó nữa hả? Bắt được sâu hả? bắt được sâu ếch. Bạn sớm thì bắt hả? Bắt ngoài chợ á. Hay mới bắt ngoài chợ. Lẹ. Chào các bạn, bữa nay trời mưa mình nấu cà ri ếch ăn nha. Giờ mình sắc củ khoai này ra mình ngâm vô trong nước á, rồi chỉ quay máy nạo dừa nè, mình vắt nước cốt dừa. Mình cũng vắt tô nước cốt nhất nó béo. Sống bằm chả nhuyễn bỏ vô luôn miếng củ hành, miếng tỏi, phi miếng cho nó thơm. Tại vì cái gia vị này chuẩn bị từ sớm rồi, chứ nếu chưa thì mưa này mà ếch mà nấu lẩu ngọt là rau cải trời rồi á, ăn trời mưa này rất là ngon luôn. Nó tỏi phi còn này là tỏi với cái hành sống. Truyền thống muối đường một ngọt. Hạt nêm bột ngọt. Trời ai gài bẫy em vậy, xíu rồi tại ghi vậy là cho nó ngọt ngọt, đừng ăn nhiều một chút. Gì nữa ta? Thấy món nào cũng đường nhiễm chưa? Hạt nêm. Ừ tới này chứ. Bịch cà ri, nấu cà ri phải có bịch cà ri. Có bánh mì không? Có mì luôn. Mì. Mì có 2 kg ớt là mình ớt có ít thôi. Bịch này ớt. Cà ri lá gì nè, nhưng mà có thêm cái này nữa nó ngon. Làm như giống nghệ. Nghệ. Nghệ mà sô cô la cà ri cho nó thơm. Rồi. Mặn lạc hồi mình nấu cho nó chín mình nêm lại vừa ăn. Ếch này á, nó mau chín lắm, bây giờ mình bỏ khoai lang vô luôn cho nó săn săn ếch đi, cái mình chế nước cốt dừa vô. Nước cốt nhất á, chế sao
nó săn rồi chứ nó có dẻo nguyên hồi. Vừa vừa ăn. Cái này là chị hai bỏ dầu điều cho nó đẹp. Cái này tại mình thích ăn khoai để vô với nó để củ hành thôi. Cà ri thường người ta nấu củ hành không mà tại em khoái cà ri có khoai. Giờ bỏ nước cốt nhất vô luôn. Vừa cặn đó chị. Béo dữ. Em không tỉa bông đồ để tử gì hai mà không giống gì hai chứ vậy. Kệ đó đi. Nè. Gì hai không kệ. Không có bông hoa gì, không có bông hoa gì hết. Gì hai là không có kệ. Thôi ơi, trời mưa này có một tô cà ri quá trời nóng. Ăn với bánh mì. Thật là ngon quá đi. Đang nặng chanh. Bé Quyên đang nặng chanh vô muối ớt nha. Nặng quý chứ không phải là chanh. Đó, phim dạy học đậu phộng. Béo hấp dẫn. Mời cả nhà ăn ếch nấu cà ri, một đặc sản của miền Tây sông nước. Cà ri chấm bánh mì. Béo không anh đi, anh đi. Có ăn hả? Đi đói hả? Nấu cà ri nó đâu phân biệt ra được cái đùi. Thêm lá nhỏ nhỏ. Để đang lưới nước. Béo quá nhỉ. Thịt cú mèo. Ngon. Ngon ha. Hết dài. Nấu một buổi giờ luôn á. Nếu còn hết nuôi á thì nấu cái đùi này nó bung thịt cả nha. Dạ. Là khỏi mắc đông cắn gì thì gì vậy. Đợt mua nấu cháo đó bảy nó rớt hết trơn. Ừ. Bảy phải mỏi ăn đó. Bất cao đó. Không biết được không? Bữa hôm nay hỏi ăn cho. Bất cao quế thì nó không thơm. Ăn cao rồi cho ông Quyên ăn. Ngon quá. Thịt cú mèo Quyên. Ngon không Quyên? Gặp đầu lưỡi lẻ à? Thế mày bỏ ra luôn, ngon không biết ngon hay không mà nó cái không lên lại luôn hả? Cái đùi đó không? Rồi anh gửi cho nó rồi.
Khoai lang này ngọt ngay ha. Ngọt ngay luôn á. Chín mua chín được khoai củ mà. Khoai củ à. Hai cái đầu nó héo luôn á. Mẹ. Để mẹ lọc đi. Thấy khoai lang cho nguyên nè. Quá ăn khoai lang. Khoai ăn khoai lang à. Rồi ăn khoai lang không ơi. Khoai ngớt nữa. Ừ. Khoai lang ngọt quá. Hấp nước này cũng ngon nữa. Khoai xem, xem khoai. Xé bánh mì nè, khảy vô đây vậy nè, bánh thấm nè. Khảy nó vô trộn đều lên. Nó rút vô bánh mì. Cho ông ngoại cầm đi. Đi đấu được đi bà. Tới rồi tới luôn ngoại. Bà kiếm cây vàng. Dù khi tình thương cũ rồi đó. Hết này đồ ăn y như thịt gà á. Hết người ta gọi là gà gì, gà đồng mà. Thịt cái dây. Anh Duy thắng rồi mấy đứa không kêu chơi rồi không nên ăn ta. Mưa chơi rồi. Rồi tắm rửa dưới rồi.